cô nào mà về với ngoại á thì ngoại không cần người đó có tiền hay giàu có, nhưng mà về nhà ngoại ngoại lo hết, khỏi quan tâm gì vấn đề là do đó người kinh tế đã ngủ. Cô nào mà về tôi đừng sợ nóng nực gì hết á, bởi vì tôi đó là có máy lạnh mở ngày đêm luôn, tôi là chịu nóng tôi chịu đâu có nổi. Tiền lương của ngoại á thì ăn xài thoải mái, còn nếu cảm thấy hai vợ chồng cảm thấy buồn thì đi du lịch chơi. Dạ vậy thôi ngoại ha. Nếu con nào về với ngoại á thì ở tiền ngoại sẽ cho một cái căn nhà, còn sau này thì có thể có một món quà nữa, nhưng mà cái đó là chưa nói ra. Bây giờ nếu bà ngoại về với ngoại, ông ngoại sẽ tặng cho một căn nhà bằng giấy nhà nước, cơ quan nhà nước công chứng, để sau này á ngoại có chết thì cái người bà ngoại cũng có một cái, cũng có món kỷ vật trong đời. Chứ để nếu như ngoại chết thì bà ngoại đâu có ai đó. Mà người ta phụ nữ người ta ở với mình 5 năm, 10 năm, 20 năm gì không biết, mà khi chồng chết rồi thì đi ra trắng tay thì tội nghiệp quá. Nếu như một mai là người đó đã về với ngoại thì vợ của ngoại thì trách nhiệm người chồng là ngoại phải lo. Chứ ai lo, bây giờ người ta đã khăn gói gì đến nhà mình ở ta lo cho mình, thì ở đây mình phải trách nhiệm người chồng, mình phải lo cho người vợ chứ ai lo. Bây giờ đợt này ngoại chọn cho các cô là ông tiên, nếu cô nào đến trước mà hợp với ngoại là cô đó sẽ ông ngoại đồng ý về liền. Nhưng mà ngoại nói như thế này, bây giờ đang quay là nếu cô nào có thấy cần gặp ngoại thì chiều nay càng sớm càng tốt, bởi vì ngoại đang ở đây chứ để ông ngoại dự kiến trước mà ở để thủng thẳng để dò tìm hiểu. Chứ này là nếu cô nào đến trước thì tôi cho ưu tiên cô đó. À vậy là cô nào đến trước là ông ngoại bình chọn luôn ha. Nhà cửa thì ngoại đã chọn xong hết rồi, chuẩn bị xong hết, chỉ rước bà ngoại về rồi chỉ có lo ăn ngủ thôi, không có bằng cái gì hết, chỉ lo sáng quét nhà, giặt quần áo chồng, quần áo vợ, rồi nó có ăn rồi ngủ, nóng nực thì bắt máy lạnh. Ông ngoại tiễn vợ đợt này á thì về chỉ ăn ở nhà, rồi hai vợ chồng hữu hỷ vui buồn nhau để hưởng thụ, chứ không có đi mần gì hết. Ông ngoại lo tất cả mà không cái mần, không đi mần bước mần xa. Đồng lương của ngoại thì xài tới chết chưa hết nữa. Ngoại tiễn vợ là ngoại tiễn vợ nghèo, dù nghèo cách mấy giờ ngoại cũng chịu, chứ không ngoại đâu không có cần người đó là có cổ có tiền hết. Nghèo thật nghèo cắm nhà là ngoại thích. Nếu em nào muốn thương anh thì danh danh lẻ lẹ đến văn phòng trong chiều nay là anh chọn, nếu đồng ý thì cài mời anh dắt em về quê luôn. Anh tiễn vợ cho nhanh lẹ để đưa về quê, để ra bắt lá nghiền anh em. Đợt này nếu cô nào là đến trước thì ông ngoại sẽ ưu tiên cho cô đó. Chuyến này ngoại tìm hiểu bà ngoại thì thần tốc mau lẹ. Nếu cô nào em nào mà đến trước mà ngoại trao đổi mà vừa ý là ông ngoại chấp nhận liền. Ngày mai là đi về quê, chắc về quê. Chắc về quê luôn không ngoại? Anh lẽ lẽ nếu cô nào thương anh thì gọi cho anh hoặc cùng đến văn phòng chiều nay càng sớm càng tốt. Đến ngày nay đến đây thì gặp ông ngoại liền. Anh ở lại một ngày, nếu em nào đến trước anh tỏ tình mà nếu hợp ý thì anh rước về nhà ngay, chứ anh không có thời gian về mà ở lâu được. Dạ em Phúc Kết Nói Yêu Thương gửi lời chúc thân thương quý vị khán giả xem video trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ anh chào ông ngoại. Ngoại chào con. Dạ con mời ông ngoại giới thiệu gửi đến quý vị khán giả thân mến, ông ngoại tên gì, từ đâu đến, năm nay ông ngoại con được mấy mươi rồi? Ông ngoại họ tên là Quỳnh Nhân Nhị, ông ngoại từ Hậu Giang đến. Ông ngoại năm nay là 73 tuổi.
Dạ, con mời ông ngoại nhị giới thiệu gửi đến quý vị khán giả thân mến tình trạng hôn nhân gia đình. Tình trạng hôn nhân gia đình của ngoại thì bà ngoại mất lâu rồi, mất năm 88 lận. Dạ, từ khi bà ngoại mất đến thời điểm này, ông ngoại có bước thêm bước nào nữa không ngoại? Bước thì không có bước, không. Là ông ngoại không có kết hôn với bà ngoại nào nữa hả? Không. Là tính từ thời điểm mà bà ngoại mất đó, là đến thời điểm này là ông ngoại cũng không có kết hôn với một bà ngoại nào khác nữa không ngoại hả? Dạ, là làm là ông ngoại gà trống nuôi con đó. Đúng rồi con. Dạ thưa ông ngoại, con nhớ là thời gian trước đây ông ngoại có đến với chương trình Kết nối yêu thương mình con. Ông ngoại bày tỏ bản thân tìm một nửa yêu thương. Sau khi anh em con đăng tải video đó, được một phần quý cô bình chọn để là có nguyện vọng tìm hiểu ông ngoại. Và trong thời gian qua ông ngoại tìm hiểu quý cô như thế nào đó, con mời ông ngoại chia sẻ gỡ đến quý vị khán giả thân thương giùm con ạ. Thì khi ông ngoại lên đây đăng thì rất nhiều cô đến đây cảm mến ngoại. Nhưng mà lúc đó đông quá, nếu ông ngoại nói thương người này mà không thương người kia thì cũng thấy tội. Người ta mến mình mà mình không mến người ta thì tội rồi, nó ông ngoại không có chọn ai cho ngoại về. Bây giờ chuyến này lên ngoại kết nối yêu thương thần tốc, kiếm vợ thần tốc đó. Bởi vì gia đình nó gặp khó khăn, có là như thế này, nhà cửa thì giờ chứ không ai coi. Là ông ngoại nói là ông ngoại tìm một nửa yêu thương thần tốc là như thế nào con không hiểu ngoại. Thần tốc là có nghĩa là ví dụ con nhanh lẹ, thần tốc là cao hơn nữa, chạy tốc độ hơn đó. Là tiễn vợ thì sao mà thằng gọi là thần tốc? Thần tốc là có nghĩa lẹ, nhanh hơn nữa. Là tiễn vợ nhanh lẹ ông ngoại. Nhanh lẹ. Ơi, cái gì phải từ từ tìm hiểu ông ngoại ơi, chứ đâu mà đâu phải ông ngoại đi mua quà cáp cho tặng quà cáp gì đâu mà ông ngoại nói tiễn vợ nhanh lẹ. Phải cần có thời gian tìm hiểu ông ngoại ơi. Bị gì nhà ngoại bây giờ là không có ai, nhà cây gãy của ngoại là không có ai đó. Ông ngoại đi đây là nôn nao lắm. Con cái của ngoại thì có gia đình tư duyên hết rồi, còn ngoại thì ở một mình là buồn lắm, cho nên ngoại là tiễn vợ thần tốc để về để hữu hỷ cho nhau. Đi màn vô rồi có người vợ nó cơm ăn, còn ngoại mình lên á đi về cái thì mệt rồi, nó cơm ăn nó muốn kiểu rồi. Dạ. Đó, bây giờ muốn kiếm vợ thần tốc là cho nhanh lẹ. Đi ra ở nhà gà cây không biết làm sao, không ai chăm sóc. Vậy là trước đây đó là ông ngoại có lên trên con là chia sẻ bày tỏ bản thân tìm một nửa yêu thương. Bên cạnh đó là ông ngoại được một phần quý cô quan tâm, có nguyện vọng tìm hiểu ông ngoại. Trong thời gian đó ông ngoại có thể chia sẻ giùm con đó. Con nhớ là rất nhiều quý cô bình chọn ngoại, mà trong trường hợp nào mà ông ngoại không chọn quý cô nào hết đến ngày hôm nay ông ngoại? Trong lúc đó nhiều cô nó cảm mến ngoại, nhưng mà nhiều quá ông ngoại chọn cô này thì bỏ cô kia thì cũng tội, vì chỗ đó không biết chọn ai, cho nên ngoại không có chọn ai cho ngoại về. Bây giờ thời này á, vợ quyết định là ngoại chọn vợ thần tốc, cô nào thương tôi thì ngày mai lên tại nhà là đông trú của đức này á gặp để mình trao đổi, chứ tôi không có thời gian ở đâu. Dạ, vậy là trong thời gian qua đó ông ngoại, khi mà con nhớ là một thời gian trước đó là ông ngoại có tìm một nửa yêu thương, sau khi mà ông ngoại có gặp tìm hiểu quý cô tại văn phòng bên con đó, rồi lúc đó là ông ngoại không chọn cô nào hết, rồi quý cô nó có gọi điện thoại hỏi ông ngoại là trong trường hợp nào mà ông ngoại không chọn quý cô không? Quý cô có hỏi ngoại không ngoại? Có, nhưng mà ngoại trả lời là bây giờ là tôi chưa biết chọn ai, cho nên thành ra tôi không có chọn ai, cho nên tôi chưa chịu. Bây giờ tuổi càng cao mà sống thì rất buồn tẻ. Dạ. Cho nên muốn chọn một người để hữu ý thì tuổi già, người ta thường nói câu nói là con trăm cha không bằng bà trăm ông. Bây giờ có vợ với chồng đó, có vợ đâu có chồng. Ví dụ anh ơi, em nhức đầu lấy chồng lấy cho em viên thuốc, rồi chồng là đó em ơi nấu cho anh miếng cháo, thì người vợ nấu cho người chồng miếng cháo, như vậy là nhiễm phúc cuộc đời của khoảng đường còn lại rồi, chứ ngoại không cần chân á. Mà ở đây á, nếu cô nào á trên coi clip này mà thấy tôi á, cảm mến với tôi á, thì nên ở đây gặp tôi tại ở văn phòng. Dạ thưa ông ngoại, năm nay là ông ngoại 73, 74 tuổi rồi. Để mà ông ngoại tìm một nửa yêu thương đó, quý cô độ tuổi khoảng bao nhiêu để phù hợp với ông ngoại? Từ 50 đến 60, mà nếu 62 cũng được. Dạ, từ 50 đến 62 ha ông ngoại ha. Rồi có cô nào
nhỏ hơn 50 tí được không ngoại? Cũng được, nhưng mà cái đó theo ngoại tính đường dài gì của ngoại tính đó là mấy người đó người ta sợ không bền. Sao vậy ngoại? Bởi vì á, người ta còn trẻ, tương lai người ta còn dài. Dạ. Nếu ở gặp ngoại rồi một mai ngoại chết, dạ, thì người ta một lần gian dở nữa. Bây giờ ngoại kiếm những người già như ngoại, thì ngoại chết thì bả muốn chết nữa rồi. Dạ. Tuổi bả nó cao, thì coi như vậy đừng có gieo khổ cho người đó. Nhỏ hơn thì ngoại sợ là ngoại chết đi rồi thì người đó người ta gian dở tội nghiệp. Dạ. Hiện tại giờ là ông ngoại ở với Hậu Giang đó, là ông ngoại có làm công việc gì không? Ông ngoại thì không có làm gì hết á, ông ngoại sống thì thứ nhất là nhờ đồng lương hưu, thứ hai là con nuôi toàn bộ hết, không có dứt ra đồng bạc nào hết. Là ông ngoại có nhà riêng? Nhà riêng. Rồi mọi trợ cấp mà để chi phí trong nhà là ai trợ cấp cho ông ngoại? Con, tất cả con, đứa này giúp cái này, đứa kia giúp cái kia. Dạ, rồi ông ngoại vừa chia sẻ với con đó là hàng tháng là ông ngoại có tiền hưu hả ngoại? Có. Vậy là trước đó là ông ngoại làm bên ngành nghề gì mà giờ mình có tiền hưu không ngoại? Ông ngoại làm bên quân đội. Dạ, ngày xưa là ông ngoại bên quân đội đấy ha. Ừ. Ông ngoại thì lương hưu cũng là nước phát, còn ăn uống tất cả điện đài nước mắm nước màu dầu lửa cái gì tất cả là con nó lo trợ giúp hết. Ngoại không có sức tiền bạc nào cho đồng tiền đó, nếu người nào thương ngoại thì về số tiền nó ổn để hai vợ chồng xài chế tổng, cái đó không có chi tiêu chuyện gì hết. Con nào mà về với ngoại á thì ngoại không cần người đó có tiền hay giàu có, nhưng mà về nhà ngoại lo hết, khỏi quan tâm gì vấn đề là do đó người kinh tế là ăn uống. Con nào mà vậy tôi đừng sợ nóng nực gì hết á, bởi vì tôi á là có máy lạnh mở ngày đêm luôn, tôi là chịu nóng tôi chịu đâu có nổi. Dạ, vậy là ông ngoại nhà là máy lạnh mở xuyên suốt luôn hả ngoại? Có khi bỏ mười mấy ngày quên tắt. Sao vậy ngoại? Đi quên tắt. Rồi đi cái quên tắt. Đi làm bệnh. Dạ. Rồi ông ngoại để gì tốn tới hàng tháng đóng tiền điện nhiều lắm mà. Nhiều mà ông ngoại không có biết. Không có thằng điện lực nào lại để nói tiền tiền với ngoại cho nó. À vậy đó hả? Nó nói với người khác thôi mà. Là có người thanh toán khoản đó cho ngoại luôn. Ừ. Dạ. Tiền lương của ngoại á thì ăn xài thoải mái, còn nếu cảm thấy hai vợ chồng cảm thấy buồn thì đi du lịch chơi. Dạ vậy thôi ngoại ha. À. Bây giờ ngoại cũng lớn tuổi rồi tiền lương hưu hàng tháng của mình cứ thoải mái mà sử dụng ha ngoại. À. Còn cảm thấy mà hai ông bà tiền chợ mà không hết thì lấy tiền lương hưu đi du lịch luôn. À. Dạ. Nếu con nào về với ngoại á thì ở tiền ngoại sẽ cho một cái căn nhà, còn sau này thì có thể có một món quà nữa, nhưng mà cái đó là chưa nói ra. Wow, vậy là sau khi mà bà ngoại, ông ngoại tìm được một nửa yêu thương đó, mà quý bà ngoại mà về với ngoại mà yêu thương ngoại là ông ngoại sẽ tặng một căn nhà ông ngoại. Ờ. Rồi sau đó là ông ngoại sẽ tặng thêm bà ngoại một món quà bất ngờ nữa, nhưng mà món quà đó ông ngoại chưa nói ra, ông ngoại muốn để là tạo sự bất ngờ hạnh phúc mang đến cho bà xã tương lai ông ngoại sắp đến đây không ngoại? Đúng rồi con. Bà ngoại sắp đến đây đó mà về chính viên với ngoại đó là một căn nhà, rồi ông ngoại có định là mình đến cơ quan chức năng để làm giấy công chứng cho an toàn cho bà ngoại sau này không ngoại? Bây giờ nếu bà ngoại về với ngoại á, ông ngoại sẽ tặng cho một căn nhà bằng giấy nhà nước, cơ quan nhà nước công chứng, để sau này á ngoại có chết thì cái người bà ngoại cũng có một cái, cũng có món kỷ vật. Dạ. Trong đời chứ để nếu như ngoại chết thì bà ngoại đâu có ai đó. Dạ. Mà người ta phụ nữ người ta ở với mình 5 năm 10 năm 20 năm gì không biết, mà khi chồng chết rồi thì đi ra trắng tay thì tội nghiệp quá. Dạ. Vậy là nguyện vọng của ngoại đó là sau khi mà chính viên cùng bà ngoại đó mà ngoại về đó là ông ngoại tặng bà ngoại căn nhà, là ông ngoại đưa bà ngoại đến cơ quan chức năng để làm giấy công chứng đàng hoàng, để sau khi mà không may mà ngoại trăm tuổi già đó, bà ngoại có một cái nơi mà mình nương tựa tuổi già sau này hả ngoại? À. Ông ngoại lo vậy thì con nghĩ là quý bà ngoại cũng an tâm phần nào về sau này. Chứ lỡ không may mà ông ngoại trăm tuổi già rồi lúc đó đó ông ngoại rồi không biết bà ngoại phải đi về đâu, ông ngoại lo điều đó thì con nghĩ là bà ngoại an tâm phần nào ông ngoại à? À, nếu như một mai á, là người đó đã về với ngoại thì vợ của ngoại thì trách nhiệm người chồng là ngoại phải lo.
chứ ai lo bây giờ người ta đã khăn gói gì đến nhà mình ở, ta lo cho mình thì ở đây mình phải trách nhiệm người chồng, mình phải lo cho người vợ chứ ai lo bây giờ. Sau khi con đăng tải video ngày hôm nay, con nghĩ là quý cô đắn đo một phần như thế này nè ông ngoại. Tại vì trước đây một thời gian qua đó là ông ngoại có đến chương trình bên con bày tỏ bản thân tìm một nửa yêu thương. Trong thời gian ông ngoại bày tỏ bản thân đó được quý cô bình chọn ông ngoại, và sau đó là quý cô cũng gặp ông ngoại để tìm hiểu, và cuối cùng là ông ngoại cũng không có chọn cô nào. Và ngày hôm nay ông ngoại có chia sẻ với con đó, do thời điểm đó nhiều quý cô chọn ông ngoại nên ông ngoại không biết là chọn cô nào, rồi sợ chọn cô này rồi không chọn cô kia, rồi sợ quý cô mà ông ngoại không chọn buồn nên ông ngoại đành chấp nhận về quê không chọn cô nào. Thì ngày hôm nay con sợ là sau khi con đăng video này lên, quý cô lại đắn đo điều mà không biết là sau này rồi đến rồi ông ngoại có chọn nữa hay không, hay là giống như lần đầu tiên. Ngày hôm nay ông ngoại có đôi lời nhắn gửi quý cô để quý cô an tâm không ngoại? Hôm nay tôi lên quay video lần này là tôi nhắn gửi với các cô là an tâm, chuyến này tôi sẽ chọn một người để về làm bạn cuối đời. Vậy là đợt này đó, con đặt một trường hợp là nếu như mà có cô nào hòa hợp với ông ngoại đó, là ông ngoại có đón về quê luôn không, hay là ông ngoại nói là để thời gian tiếp theo tìm hiểu ông ngoại? Ông ngoại nói là trước nhất là ông ngoại rước liền đó, cái đó là do giới nữ người ta còn duyên ngoại á, thì ngoại rước về liền thẳng tóc nhanh lẹ. Bây giờ một quãng đường của mình con người á là đã đi hết 3/4 đoạn đường rồi, còn có 1/4 đoạn đường nữa à. Dạ. Bây giờ phải về nhanh lẹ. Con đặt một trường hợp nếu như đợt này ông ngoại tìm một nửa yêu thương mà quý cô bình chọn ông ngoại mà nhiều như đợt trước đó, rồi ông ngoại chọn như thế nào, hay là ông ngoại lại không chọn nữa? Chọn, nhưng mà chỉ cũng có ông ngoại dò xét ngang ông thấy là thích là ông ngoại rước về luôn, chứ không phải như chuyến trước mà để ông tặng, ông thấy đứng thẳng lợi á. Dạ. Bây giờ là nếu thấy người đó đẹp tình đẹp nét gửi ngoại, ngoại rước về liền, đi về riêng với ngoại luôn. Dạ, về luôn đợt này luôn hả ngoại? Ừ. Vậy là đợt này khác đợt trước. Đợt trước là sau khi mà quý cô đến phòng bên con đó, thì ông ngoại có chia sẻ cùng quý cô một câu là con nhớ đến trường hợp này là ông ngoại nói nè, để cho ông ngoại ít thơm, ông ngoại tìm hiểu lại. Đó, thì đợt này sau khi con đăng tải video lên, con nghĩ là đôi khi mà quý cô lại đắn đo đó, đôi khi nhiều cô chọn ông ngoại, cái ông ngoại lại suy nghĩ nữa, cái mất thời gian của quý cô nữa đó ông ngoại ơi. Bây giờ các cô yên tâm, chuyến này tôi đã xác định kỹ càng rồi, bởi vì tôi có nói với Phúc Nghĩa là ngoại á, đã lớn tuổi ngoại về giặt lắm, cái gì cũng thẳng, yêu thì cũng tìm hiểu, nhưng mà chuyến này nó khác với chuyến trước, là bây giờ tôi chọn mà con nào thương tôi là tôi bước về liền, chứ không có để mơ mốt gì hết, không có suy nghĩ tìm hiểu gì nữa hết. Đợt này á, ngoại á, chọn cho các cô là ông tiên, nếu cô nào đến trước mà hợp với ngoại á, là cô đó sẽ ông ngoại đồng ý rước về liền. Nhưng mà ngoại nói như thế này, bây giờ đang quay là nếu cô nào có thấy cần gặp ngoại thì chiều nay càng sớm càng tốt, bởi vì ngoại đang ở đây chứ để ông ngoại như chuyến trước mà ở để thủng thẳng để dò tìm hiểu, chứ này là nếu cô nào đến trước thì tôi cho ưu tiên cô đó. À, vậy là cô nào đến trước là ông ngoại bình chọn luôn ha. Nhà cửa thì ngoại đã chọn xong hết rồi, chuẩn bị xong hết, chỉ rước bà ngoại về rồi chỉ có lo ăn ngủ thôi, không có bằng cái gì hết, chỉ lo sáng quét nhà, giặt quần áo chồng áo vợ, rồi nó cơm ăn rồi ngủ, nóng nực thì bắt máy lạnh, mà nếu lạnh quá thì tốt lại số nhỏ, nó không quá thì đây là tăng số lớn lên. Tăng cái gì ông ngoại? Tăng máy điều hòa mà tăng số lớn lên cho nó máy lạnh đấy ông ngoại ha. Máy lạnh đó. Vậy là ông ngoại gắp máy lạnh luôn rồi. Rồi lo bà ngoại chu đáo quá ha. Ông ngoại tiễn vợ đợt này á thì về á chỉ ăn ở nhà, rồi hai vợ chồng á hữu hỷ vui buồn nhau để hưởng thụ, chứ không có đi mần gì hết. Ông ngoại lo tất cả mà không cái mần, không cái mần bước mần xe chứ. Đồng lương của ngoại á thì dài tới chết chưa hết nữa, còn ngoại chết á thì nhà nước sẽ lo hàng gương đồ liệm cho ngoại, còn ví dụ người vợ đó không cần phải lo cho, là hay là con cũng không cần lo cho ngoại. Dạ. Khoảng đó
nhà nước đã lo hàng hương cho ngoại rồi. Dạ, là bên cơ quan lo hết cho ngoại, lo hết cho ngoại luôn, chọn gói luôn đó. Chọn gói. Ngày xưa đó ngoại là sĩ quan quân đội bên cách mạng. Dạ. Thì ngày nay á ngoại, nếu như ngoại chết thì bên nhà nước ta đãi thọ toàn bộ chọn gói hàng hương. Thì lương của ngoại á thì hàng tháng á thì người ta đã mang tới nhà phát cho ngoại, chứ ngoại không đi đâu chân á. Ở nhà đến ngày tháng đó là người ta mang lại, ta phát ra ngoài à. Dạ, vậy là lương hưu của ngoại đó là ông ngoại không cần phải đến cơ quan nhận, mà bên cơ quan cử người đến nhà phát cho ngoại luôn phải không ngoại? Đúng rồi. Dạ, vậy cũng đỡ vất vả đi ha ngoại ha. Ngoại tiễn vợ là ngoại tiễn vợ nghèo, dù nghèo cách mấy giờ ngoại cũng chịu, chứ không ngoại đâu không có cần người đó là có cổ có tiền hết. Nghèo thật nghèo cấm nhà là ngoại thích. Sao lại ngoại thích tiễn bà xã tương lai khó khăn không ngoại, trong trường hợp nào không ngoại? Bởi vì là trong trường hợp này người ta là một giới nữ, ví dụ người ta lỡ thời đi thì người ta đâu có mặn gì được. Còn ngoại thì có một cái khoản tiền lương luôn. Dạ. Thì nghèo á, nhưng mà ông nội ông ngoại đã chọn thì ông ngoại đã lo được. Dạ. Thì không cần cái giàu của người bạn đời của mình. Dạ. Chỉ ngoại đã lo thôi, lo được cho tới khi nào ngoại chết. Dạ. Thì mới hết. Ý ông ngoại là ông ngoại tìm một bà ngoại khó khăn đó là do nguyên nhân là ông ngoại đã có đồng lương rồi, ông ngoại muốn bù đắp lại những cái khó khăn của bà ngoại trong thời gian qua. Đúng rồi con. Ông ngoại có quan niệm là tìm một nửa yêu thương đó, bà ngoại sắp đến đây về chính viên cùng ông ngoại đó, là ở tỉnh thành nào để phù hợp với ông ngoại không ngoại? Bây giờ bất cứ ở đâu, nếu bà ngoại thương ông ngoại thì ông ngoại không kể một chuyện nào hết. Nếu em nào muốn thương anh thì nhanh nhanh lẹ lẹ đến văn phòng trong chiều nay là anh chọn, nếu đồng ý thì cài mời anh dắt em về quê luôn, anh tiễn vợ cho nhanh lẹ để đưa về quê để ra bắt lá nghiền anh em. Bây giờ nó tuổi đã xế chiều rồi, và nếu để thời gian nữa thì nó phí lắm, đã bỏ đi hết là 3/4 đoạn đường rồi, bây giờ còn 1/4 nữa mà nó kéo dài chi nữa. Đợt trước quá chờ bà ngoại chọn ngoại luôn, đợt đó ông ngoại chọn bà ngoại đi không chịu chọn, cái tự nhiên để tới giờ kéo dài thời gian phí uổng ghê luôn á. Đúng rồi, nó có lý do này, bây giờ nhiều quá, con nào cũng có ngỏ lời với ngoại trên á. Dạ. Thì nhờ ngoại không dám chọn được, nếu chọn con này thì bỏ con kia cũng tội nghiệp. Tội nghiệp đó. Vì chỗ đó thôi thay gì mình ôm nỗi buồn, ôm nỗi buồn trong lòng mình, chứ không dám chọn ai hết. Dạ. Thương người này bỏ người kia không được. Rồi đợt này ông ngoại có cái phương án mới gì để cho bà quý bà ngoại an tâm không nè? An tâm như là bây giờ lỡ mà như đợt trước mà nhiều bà ngoại đến chọn ông ngoại, cái lại ông ngoại nói bây giờ không biết chọn cô nào, cái ông ngoại đi về quê nữa rồi, cái lại mất thời gian với cô đó. Bây giờ ông ngoại có biện pháp nào không, như là cô nào là trong trường hợp nào sẽ là người yêu của ngoại đó, thì ông ngoại chia sẻ một con đi. Đợt này nếu cô nào là lớn đó, trước á thì ông ngoại sẽ ưu tiên cho cô đó. Chứ không phải gì đợt trước mà khi mà nhiều bà ngoại đến quá, cái con thấy ông ngoại gói lên, ông ngoại nói để cho ông ngoại tìm hiểu, cái cuối cùng cái ông ngoại nói giờ không biết chọn ai hết. Chuyến này á ngoại tìm hiểu bà ngoại á thì thần tốc mau lẹ, nếu cô nào em nào mà đến trước mà ngoại trao đổi mà vừa ý á là ông ngoại chấp nhận liền. Dạ. Ngày mai là đi về quê, chắc về quê, chắc luôn. Về quê luôn không ngoại? Ngoại thấy Phúc có đậu chiếc ô tô, mà nếu ngoại chọn được thì Phúc lấy ô tô chở ngoại bà ngoại về quê luôn. Thì bây giờ trước tiên ông ngoại tìm hiểu đi, nếu mà ông ngoại tìm hiểu mà khi mà chọn được bà ngoại đó, bà ngoại chọn ông ngoại mà cảm thấy hòa hợp, nếu mà ngày hôm đó mà con không có đi tỉnh, con ở nhà đó, thì con sẽ phục vụ cho ông ngoại an tâm. Nhưng mà quan trọng là ông ngoại có chọn được bà ngoại nào không kìa. Chắc ăn chứ này ông ngoại quyết định là phải được. Chứ con sợ là lúc đó nhiều bà ngoại bình chọn, cái ông ngoại lại gói lên, cái ông ngoại nó tìm hiểu nữa, cái tìm hiểu kéo dài thời gian tội quý bà ngoại nữa ông ngoại ơi. Bây giờ đáng tiếc rồi, đáng tiếc là như thế này. Đáng tiếc ông ngoại bỏ đi một thời gian, bỏ đi thời gian trôi qua, rồi mấy cô cũng trôi qua một thời gian. Chuyến này ngoại quyết định là không bỏ qua nữa, không có suy nghĩ gì nữa. Nếu cô nào đến trước ông ngoại trò chuyện mà thấy hợp ý
ngày mai ra ngoại dắt về quê liền. Dạ. Không có tính đợi chờ gì nữa. Vậy là chắc ăn như vậy nha ông, nhớ nha ngoại. Nhớ chứ. Chứ đừng có lúc đó cái gì bà ngoại chọn lên cái ông ngoại ngồi, ông ngoại không biết chọn bà ngoại nào, cái gãi đầu không à. Anh lẽ lẽ nếu cô nào thương anh thì gọi cho anh hoặc cùng đến văn phòng chiều nay càng sớm càng tốt. Đến ngày nay đến đây thì gặp bà ngoại liền. Anh ở lại một ngày, nếu em nào đến trước anh tỏ tình mà nếu hợp ý thì anh rước về nhà ngay, cho anh không có thời gian về mà ở lâu được. Dạ thưa ông ngoại, thời lượng video đến đây ông ngoại có chia sẻ thêm, con xin phép ông ngoại ông khép lại chương trình. Thời lượng video đến đây cũng đủ rồi, khi nào ông ngoại tiễn được vợ ông ngoại sẽ chia sẻ nhiều hơn. Dạ. Dạ thưa ông ngoại, ngày hôm nay ông ngoại có đồng ý cho con sử dụng hình ảnh video lời nói của ông ngoại đăng trên cộng đồng mạng không ạ? Đồng ý. Dạ con cảm ơn ông ngoại. Dạ con xin thưa với ngoại, trong thời gian ông ngoại đến chương trình kết nối yêu thương bên con, ông ngoại bày tỏ bản thân tìm một nửa yêu thương, con đăng tải lên cộng đồng mạng mà đủ duyên ông ngoại tìm được một nửa yêu thương, chương trình chúc ông ngoại hạnh phúc. Trong thời gian con đăng tải video, ông ngoại chưa tìm được một nửa yêu thương, xem như video ngày hôm nay con đăng tải lên cộng đồng mạng để lưu giữ lại những kỷ niệm, những ký ức mà ngày ông ngoại đến chương trình bày tỏ bản thân, chứ không phải là mình đăng video lên mình sẽ được mãn nguyện theo ý nguyện của mình nha ông ngoại. Dạ thời lượng video đến đây em Phúc xin tạm khép lại chương trình, xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành hạnh phúc. Quý cô chú anh chị đến với chương trình kết nối yêu thương vui lòng liên lạc số điện thoại trên màn hình hoặc đến văn phòng kết nối yêu thương quốc lộ 1A chợ đầu mối Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, anh em hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý cả nhà thân thương video tiếp theo. Dạ chào ông ngoại. Ông ngoại chào con.